Ủa nhưng mà mở Google May vậy rồi sao biết ăn cái gì ta, quá trời đồ ăn luôn á. 3 2 1 là số 3. Cộng lại là 4. 1 2 3 4. Cà phê ở đây khá là ngon nha. Một mì ramen là bánh nhân bọt hành rất là hấp dẫn luôn. Thôi giòn và mới chiên ra còn nóng hổi luôn. Xin chào các bạn, mình là Chúa đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Xin Đi Chứ. Mời Xin Đi bí idea nên bạn ngồi một cục như thế này. Có những mảnh đời buồn bã trong cuộc sống. Mình ga tay nên trong tương lai các bạn muốn mình quay clip về chủ đề gì hãy để là comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Đâu có đâu, cái này là em cho anh quay luôn á. Em chỉ cho anh quay mà, em ra idea luôn á. Trời bờ ra idea luôn. Đúng. Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ăn đồ ăn theo image. Tức là mình search đồ ăn nó có hình gì thì mình sẽ đặt đồ ăn theo hình đó. Hiện tại là mình có sử dụng một cái app random ngẫu nhiên. Thì ở đây mình có chọn tất cả là 10 cửa hàng khác nhau bán những món như là gà rán nè, trà sữa. Ủa sao đứa nào tắt cái app mà nội ủi điện thoại mình bị hát. Luật chơi rất là đơn giản. Bây giờ em quay chính cái cửa hàng nào thì anh sẽ search cái tên cửa hàng, đồ ăn cửa hàng đó. Sau khi search xong á, mình sẽ tung hai quả xúc xắc. Trúng cái số nào thì mình sẽ order y như cái bức hình ở trên Google vậy. Có cái kem gì mà 300 mấy hộp đồ em ăn không? Có luôn. Wow. Đâu, đâu, có. Nhưng mà bây giờ em muốn ăn trước hay là anh ăn trước? Em muốn xìm xầm. Xìm xầm đi. 1 2 OK các bạn luôn, chắc bà xin đi và chơi trước. Nhưng mà có kem đó không? Mà có kem 500 mấy không? Có. Bây giờ em lít vào random ngẫu nhiên đi. Em muốn ăn kem 500 mấy nha. Để coi xin đi sẽ ăn món gì nha các bạn. McDonald's. Sọt coi McDonald's có những món gì nha các bạn. MC Donald. Đồ ăn đó. Đích vào cái Google May nè. Bắt đầu nó sẽ ra đây rất là nhiều món. Bây giờ mình sẽ tung xuất sắc. Ủa nhưng mà mở Google May vậy rồi sao biết ăn cái gì ta, quá trời đồ ăn luôn á. Để quyết định là mình ăn món gì thì mình sẽ tung theo quả xuất sắc. Mỗi bức hình tương ứng với số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tại vì ăn đồ ăn bình thường á, nó rất là bình thường các bạn à. Chúng ta phải ăn đồ ăn ngẫu nhiên và không biết. Ủa, chúng ta sẽ ăn cái gì. Ăn đồ ăn bình thường thì nó đương nhiên nó là bình thường. Bây giờ nó bình thường đúng không? Cộng lại là 4. 1, 2, 3, 4. Ủa cái này là gì vậy? Đây là món burger trứng cộng với lại cà phê sữa. Và bây giờ tụi mình sẽ ra McDonald's để order nha các bạn. Theo chân tụi mình nè. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang ở McDonald's. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong order cái hamburger và ly cà phê nha các bạn. Đi thôi. Ở đây mấy bạn thì nó sẽ có một cái gọi là cái máy order tự động mấy bạn. Nếu mà đông quá mấy bạn có thể order ở đây. Hồi nãy thì mình có hỏi cái chị quản lý ở đây á, thì cái phần combo mà mình quay chúng á thì đây là đồ ăn sáng, chỉ có bán buổi sáng thôi. Nên mình là chị có thể là order cà phê thôi các bạn. Số của mình là 55. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn và uống ở McDonald's. Tại vì trước giờ mình không có thích ăn gà rán với hamburger mấy bạn, nên là mình không có đi ăn ở đây bao giờ hết. Cà phê ở đây khá là ngon nha. Nó không quá ngọt, hơi buồn một tí là không có giống cái ly trong hình. Anh ơi em ơi nè. Có gì hả bà? Cái món hamburger kia là cái món hamburger buổi sáng. Nên là chỉ có bán buổi sáng thôi. Cái này em mua ly cà phê. Nhưng mà cà phê rất là ngon nha. Rốt cuộc tự nhiên quay ra cái hình có burger mà không có được cái burger nè. Giờ tới lượt của mình. Để coi món gì ta. Lotteria là gà rán. Sợ thử coi Lotteria đồ ăn là có món gì nha. Không vậy. Nope. Bây giờ anh tung khác đi xong rồi em sẽ cho anh xin cái món của anh. Để luôn. Đúng. Danny đưa anh xuống sắc Danny ơi. Và bây giờ mình sẽ quăng nha các bạn. 17. Ý lộn số 7. Số 7 có món gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miếng gà này nè. Đây là phần bột chiên gà giòn nhập khẩu. Ở đây có mấy miếng? Cái này gọi là combo 6 miếng á.
Ok, và bây giờ mình sẽ mua combo 6 miếng luôn nha các bạn, thay cho mình nào. Em sẽ được ăn cái phần gà. Ai cho bạn? Ai cho bạn? 11 minutes later. Và hiện tại là mình đang có mặt tại cửa hàng Lotteria. Và bây giờ vào trong mua 6 miếng gà nha. Hiện tại là còn Tết, quán đông quá các bạn à. Mấy bạn học sinh được nghỉ học hết rồi, nên phụ huynh hay mua order gà rán về cho mấy bạn ăn. Có bạn nào là fan của món gà rán không? Để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Nếu các bạn muốn mình quay những cái clip về chủ đề gì, comment bên dưới cho tụi mình biết. Just that. Wow, lên ăn thôi. Các bạn ơi thì sao? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ê, bậy. Cái này là của tôi. Không phải sao anh ăn hết đồ cho em thôi chứ. Ủa các bạn ơi, nghĩ sao mà bà xin đi quay ra có một ly cà phê sữa, mình phải quay ra một đống gà như thế này. Trời, chiên mà còn dầu luôn, bóng lưỡng luôn nè. Anh đang giảm cân, anh ăn vậy là anh sẽ bị mập á. Em bị thiếu chất, em bị thiếu ký. Ủa vậy hả? Để em mập giùm cho. Mập giùm cho. What the hell? Ôi, được rồi, đừng có dụ tôi. Ngon, giờ mới chiên ra còn nóng hổi luôn. Em thổi giùm cho nóng, em thổi giùm cho. Nóng. Thôi. Nóng miệng anh á, em thổi cho. Tôi sợ bà thổi lắm, bà thổi tí hồi vô miệng bà luôn. Sao ăn hết đi ta? 6 miếng là sao ăn hết đi ta? Tức quá, bây giờ mình sẽ quay đồ ăn đó bạn. Bây giờ đến lượt của mình sẽ quay ra đồ ăn ngon luôn. Chàng pizza, chàng chuối họ chảy nước miếng luôn. Ôi sukiya muốn nhập cơ mà. Trời ơi, ăn cơm với thịt heo chiên xù hơi bị đỉnh luôn. Nhưng quan trọng em phải tung xúc xắc coi em gàm món gì. Xin em múa lửa lên đây. Số 2. Đây là số 6. Đây số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ nhiều món vậy. Cơm bò, hà mì, ramen với loại một ly nước ngọt và một ly trà xanh. Ủa, một mình em ăn hết luôn. Ghê vậy trời. Và bây giờ di chuyển qua quán Sukiya nha các bạn. Đi ăn thôi mấy bạn ơi, đồ ăn ngon hơn của anh chuối. One shift later. Và địa điểm tiếp theo của mình đó chính là Sukiya. Và bây giờ mình sẽ vô order món cơm bò hầm và mì ramen. Đi thôi mấy bạn ơi. Here we go. Chị ơi cho em một cơm bò hầm, mì ramen. Rồi, cảm ơn. Một mình sẽ ăn hết mấy cái này đó bạn. Và mình đang có quyết tâm tăng cân bởi vì tại vì mình đã bị ốm quá rồi. Xin lỗi nha, tí bà ăn không hết đừng có năn nỉ tôi ăn giùm. Anh nên nhớ là hiện tại đang có anh Bảo ngồi đây nha. Bảo ăn không Bảo? A few moments later. Đây là cái phần mà mình đã order nữa bạn. Một mì ramen và một cơm bò hầm và thêm 2 ly nước, rất là hấp dẫn luôn. Anh chú làm gì có 2 ly nước của mình. Tổng bill của bà Sunny 168 các bạn ạ. Cái phần cơm này là 39.000, còn cái tô mì này là 79.000. Trà xanh 37.000 với cô kem 13.000. Lâu rồi trà xanh được xuất hiện trở lại trên kênh của mình. Trời ơi, hồi bữa cái clip mà 4 giờ ăn mọi thứ với trà xanh á, các bạn like, các bạn xem rất là nhiều và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hy vọng là cái clip này các bạn cũng like nhiều để ủng hộ cho tụi mình nha các bạn. Từ giờ bây giờ mình sẽ ăn cơm, mình ăn mì ha. Không có đâu, làm gì cái vụ đó. Đây, mình bà sao ăn hết. Cả tôi thích ăn hết vậy á, được không? Chịu phải chịu. Bây giờ mình sẽ ăn mì trước nha mấy bạn. Mình rất là thích ăn mì ramen ở bên Sukiya. Dạ em muốn ăn nhanh không? Em lấy nguyên tô cơm đó em ọc vô tô mì. Thành nồi. Đó không phải phần của anh, được nó nhiều. Bớt nó, bớt nó. Thành nồi cắm heo. Miếng rồi. Cho cái trứng rồi. Tí mà tôi quay ra được món kem thì đừng có xin. Bà này thích ăn kem lắm các bạn. Và mình nhờ mình coi trong vòng quay á, nó còn tới 2 món kem lận. À, bốc khói à anh chuối. Trời ơi. Hay gán đi. Mình ăn cơm á bạn. Cơm thịt bò. Trời ơi, bò nó mềm. Thôi bỏ vô miệng mấy bạn, nó tan chảy luôn. Nhìn vui của con gái được ăn ngon mấy bạn. Trong nên mặt. Là mình khuyên mấy bạn á, muốn ăn cái gì thì cứ ăn, đừng có sợ mập. Mình ăn xong rồi mình tập thể dục. Cho mình sợ mập là mình sẽ bỏ lỡ rất là nhiều món ngon trên thế giới này. Tôi uống 2 ly luôn nè. Ăn đi, uống đi. Trời ơi. Đây rồi. Cho miếng trứng đi.
Ok các bạn ơi, và bây giờ tới lượt của mình quay nha các bạn. Để coi. Hồi nãy là của bà Sunny là Sukiya đúng không? Bây giờ tới lượt mình hy vọng là mình ra món kem. Tại vì ở ngoài đang trời nóng lắm bạn nè. Đúng bài. Vậy ăn gì? Kem này của tôi rồi. Không có đâu. Được rồi. Các bạn biết Dairy Queen không? Kem úp ngược đó. Trời ơi, hơi bị xịn sò. Bây giờ tôi lại lấy xúc xắc ra. Tôi đổ coi tôi ăn món kem gì nè. Tốt hả? Mới tung kiểu gì mà ra hai số 1 luôn. Để mình sờ thử coi Dairy Queen số 2 là món gì nha các bạn. 1 2 Trời ơi, nhiều ấy. Của mình là số 2 thì mình sẽ ăn hình này. Nhưng mà trong đây nhiều món quá. Chắc là mình sẽ ăn hết. Trời ơi. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ ra quán Dairy Queen để ăn cái phần kem này nha các bạn. Lại mà lè mà lè mà nè. Sô-cô-la nha, sô-cô-la ngon. Đồ. Sô-cô-la sốt. Các bạn ơi, và hiện tại là mình đang có mặt tại Vivo City. Thì ở đây mình thấy có một quán Dairy Queen. Thì nãy giờ nhìn cái bức hình này á, mình suy nghĩ coi ăn kem gì trong bức hình này. Thì mình phát hiện là tại sao mình không ăn kem úp ngược nhỉ? Tại vì đó giờ mình biết là chắc là nhiều bạn chưa ăn thử cái món kem này. Nên mình order một phần kem úp ngược cho bạn xem. Nice. Coi nó có gì độc lạ nha. Ở đây thì có là vị Kit Kat nè, Oreo, rồi vị hành nhân. Chắc là mình phải order vị Kit Kat đây. Tại mình rất là thích ăn sô-cô-la các bạn. Lấy mình size lớn luôn. Của mình một đất chưa có Kit Kat size lớn 79 ngàn. 103 giảm còn 79. Xin đây, coi nè. Hay hả? Thôi. Em ăn kem này bây giờ luôn, cho em thử miếng ơi. Thôi. Một miếng thôi. Em thử nè. Lạnh lắm luôn á. Nó còn cứng nhắc à. Bây giờ các bạn úp nó cũng không rớt đâu. Dở vô. Ngon quá. Em ăn kem này lâu lắm rồi mà em chưa ăn bao giờ. Anh ở bên kia có bán kẹo nổ rồi. Tự nhiên người ta đang chơi trò thử thách đi ăn kẹo nổ bạn. Đó, kẹo nổ nhiều lắm. Nổ bộ chỉ tôi bên này xong rồi lấy cây kem ăn. Không hiểu. Ok các bạn, bây giờ sẽ tới lượt mình quay. Bây giờ mình sẽ bấm vào bên trong, sau đó mình sẽ ăn món tiếp theo. Mình ước gì là mình sẽ uống trà sữa chứ đừng ăn nó no quá. Mình sẽ quay nha. Đừng là bị các bạn biết kem Baskin Robbins không? Hả? 31 vị. Đó, kem này ngon luôn á. Mẹ tung xuất sắc đi để coi bà ăn vị gì. Xin đi bị khùng rồi. 8 nút 6, 7, 8. Đâu, để coi 8 nút coi. Em là Baskin Robbins đúng không? Sọt ra coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ em vô tiệm này, em cầm cái hình này cho người ta. Ok, còn bây giờ các bạn theo chân tụi mình nha. Later. Thôi, mình đã đến Baskin Robbins và bây giờ mình sẽ mua cái kem này nữa bạn. Một trong hai kem này. Ở đây thấy để giảm 31% mà không biết trong khi có giảm không, biết cái từ bây giờ nữa. Vậy thì vô bên trong mua cái kem thôi mấy bạn. Ôi, lâu lắm rồi mình không có đi ăn kem ở đây nữa mấy bạn. Em thấy cái cánh cửa có gì lạ không? Cánh cửa là hình có muỗng. Đúng rồi. Em biết mà. Phần kem này nè mấy bạn, thấy giống hình không? Wow. Đó. Rồi mấy bạn biết cái phần này bao nhiêu tiền không? Đố anh á. Phần này á? Nhưng mà để em nói nha, đây là cái size nhỏ nhất rồi đó. Cái phần này mấy viên vậy? 3 viên. Chắc ít nhất là 150. Dài. 200. Dài. 250. Dài luôn. 300. 275 ngàn. Bỏ 275 ngàn chỉ để ăn một ly kem thôi các bạn à. Vậy á, được không? Mình cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bình thường mình ăn ly Baskin Robbins á, mình ăn 3 cục chắc 100 ngàn. Một nhưng mà kem để tầm 30 ngàn. Bạn nào đã ăn kem Baskin Robbins rồi thì hãy nhớ để lại comment phía dưới. Nope. Nếu các em nghĩ khi mà các bạn có thích ăn cái món kem này không nha. Còn mình thì mình rất là thích ăn cái món kem này luôn. Ủa, đang làm gì? Đang làm gì vậy? Không cầm muỗng chơi đâu mà chứ làm gì đâu. Ai, rất là ngon. Úp thử ở độ không? Cái này úp độ chắc. Ủa hồi nãy cái này là mấy ký ta? Gần nửa ký. Ăn này sao chắc lên ký luôn á. Trời ơi, trên có mứt luôn kìa. Biết mứt này mứt gì không? Bảo đảm không phải mứt cốc luôn. Mứt cốc thúi lắm. Mứt cốc thúi lắm. What the f***. Ê, cái màu xanh xanh là gì? Hoa đậu biếc hả? Chính xác luôn. Miếng ơi, thử ơi. Hồi nãy tôi cho bà ăn thử kem, giờ bà cho lại ăn miếng ơi. Mình thấy cái phần màu xanh xanh này hấp dẫn các bạn. Thơm mùi sữa lắm các bạn à. Bạn bây giờ tới lượt của tôi. Okay. Tới lượt tôi quay. Trời ơi, nãy giờ tụi mình đi vòng vòng mà ăn 5 món rồi các bạn à. Hiện tại là bây giờ đang còn
hai lần, Đà Lầy với là Pizza Company. Mình hy vọng là ra một món cà phê hoặc là trà sữa gì đó, tại vì nãy giờ toàn ăn đồ ăn không à, hơi bị ngán. Nó ra cái pizza một cái thôi là xác định luôn, mình cho anh Bảo ăn luôn chứ mình no lắm rồi. Highland Coffee. Highland Coffee thì mình thích một cái món có tên là đá xay á, Fizzy á, trà xanh đá xay. Để coi mình tung hai cái quả xúc xắc coi nó ra số mấy, coi mình có uống được cái món mà trà xanh đá xay không nha các bạn. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8. Fizzy cà phê. Vậy là cà phê sữa rồi. Trời ơi, đổ số 10 là chúng ta trúng Fizzy trà xanh luôn. Thôi kệ, giờ uống phin sữa đá cũng được các bạn à. Ok, ghé quán hai lần thôi. A few moments later. Các bạn ơi, và hiện tại là mình đang có mặt tại quán hai lần. Và bây giờ để mình vào bên trong order nha. Cho bà xin ý đây, lấy chỗ trước. Ta-da. Đây, ly phin cà phê sữa của mình đây các bạn ơi. Order size 35.000 cho bạn nhìn thấy ly cà phê đẹp đẹp đồ. Ok, đây là ly cà phê sữa của mình nha các bạn. Đậm. Đậm. Má đậm dễ sợ luôn á. Trời. Sao anh ngăn quá giờ, để muốn thử coi. Đắng mà. Cà phê sữa mà đắng hả? Không, nhưng mà đậm lắm. Đậm vị cà phê lắm các bạn à. Hai lần mà. Đúng không? Đúng rồi, bây giờ mặt ba cũng nhăn rồi. Mày đắng quá. Cái này là phải không để nhận luôn á. Để phải đá tay ra một hồi uống mới ok các bạn. Chị sao con mấy chú lớn tuổi á, uống cà phê đen xong uống hay quá ba. Mày đắng ngán luôn á. A few moments later. Ok các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay tụi mình đã ăn rất là nhiều món theo Google. Và trong tương lai các bạn muốn tụi mình quay thêm nhiều clip về những chủ đề gì tiếp theo, hãy để lại comment ở bên dưới. Và hy vọng là các bạn like video clip này. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu các bạn nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Sunny các bạn nhé. Các bạn nhớ nhấn subscribe cho mình nhé. Bye bye. Bye bye, hẹn các bạn ở clip sau.